hèn hạ. Ông Lê Diễn Đức, cựu phóng viên RFA Việt ngữ, từng là thành phần chống cộng cực đoan, chuyên nghiệp ở Mỹ, chỉ vì lên án Việt Tân mà bị RFA sa thải. Mới đây lên tiếng tố cáo hành vi và ứng xử hèn hạ của một cộng tác viên RFA khác, nhà đấu tranh dân chủ, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Vũ Bình trên Facebook. Ông Đức cho biết, năm 2015, Nguyễn Vũ Bình, blogger của RFA, tuyên bố chắc chắn rằng trong năm 2016, kinh tế Việt Nam sẽ suy sụp. Ông Đức và Bình đã cá độ với nhau rằng nếu đúng như thế thì 10 năm sau, ông Đức không được về Việt Nam, còn anh Bình thì gác bút. Nhưng đến cuối năm 2016, thấy tuyên bố không khả thi, Nguyễn Vũ Bình đã hủy kết bạn với ông Đức và bỏ của chạy lấy người. Đến nay, ông Đức nhắc lại vụ cá độ giữa ông ta và Nguyễn Vũ Bình trong bối cảnh kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng trên 6% và Việt Nam vẫn là nơi thu hút hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Kiều hối tuy có giảm chút ít nhưng vẫn chạy về với số lượng nhiều tỷ đô la, mà hơn 60% là từ Mỹ. Các tổ chức tài chính thế giới cũng như Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tín dụng để phát triển. Còn phong trào dân chủ Việt Nam thì đi vào ngõ cụt, bế tắc hoàn toàn, không còn một hy vọng nào le lói, ngậm ngùi chia sẻ với Bùi Tín. Chắc chắn cuộc đời anh sẽ không nhìn thấy sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho dù sống khỏe, sống lâu như chuyên gia lý luận chống cộng Nguyễn Gia Kiểng đi nữa. Ông Kiểng năm nay hơn 90 tuổi. Khi ông Đức nhắc lại kỷ niệm này về Nguyễn Vũ Bình, kẻ luôn tự nhận là chuyên gia về kinh tế của giới dân chủ trong nước để lên án Bình không dám thừa nhận sai lầm của mình. Có người cũng bình luận rằng, chính Lê Diễn Đức cũng từng hoang tưởng về sự sụp đổ tất yếu của Cộng sản như Bình, thì ông Đức thừa nhận và cho rằng mình đã biết đối mặt với thực tế, dũng cảm thừa nhận thực tế, chứ không ứng xử hèn hạ như Nguyễn Vũ Bình. Nói về nguyên nhân vì sao chế độ Cộng sản mãi không chịu sụp đổ như Liên Xô, thì ông Đức lý giải rằng Cộng sản thuần túy là kinh tế do nhà nước quản lý, bao cấp, phân phối có kế hoạch như từ năm 1986 trở về trước. Các nước Cộng sản Đông Âu, Liên Xô bị nền kinh tế xã hội chủ nghĩa làm kiệt quệ, hàng hóa tiêu dùng thiếu thốn mới dẫn đến tranh đấu đòi quyền dân sinh, tiến tới đòi dân chủ. Việt Nam bây giờ hàng hóa tràn ngập, ai cũng có thể làm giàu nếu có tài, dân đua nhau mua căn hộ cao cấp, đầu cơ đất đai, bao nhiêu tập đoàn tư nhân cạnh tranh nhau và cạnh tranh với cả nhà nước, dân tình thoải mái đi du học hay du lịch nước ngoài thì còn lâu mới sụp. Đối với các chuyên gia chống cộng như Lê Diễn Đức, việc lý giải vì sao chế độ Cộng sản ở Việt Nam không sụp đổ đứng ở góc nhìn từ hải ngoại của ông ta có thể cảm thông được. Thậm chí kiều bào hải ngoại hết năm này sang năm kia còn tung hứng những lời tiên đoán của tiên sư gia Trần Dần mỗi năm rằng năm nay Cộng sản sẽ sụp đổ, rồi đến cuối năm lại tìm lý do nó chưa sụp để tiên đoán tiếp, khó trách được họ. Nhưng những kẻ vô liêm sỉ như Nguyễn Vũ Bình, bản thân là thành phần có học mà tiên đoán bằng các con số ra vẻ rất khoa học nhằm loe bịp cờ vàng hải ngoại. Này bị họ tố như vậy, thật không còn gì để bình phẩm về nhân cách đạo đức của ông ta được nữa. Như ông ta và đám đồng bọn trong nước cần đưa ra các tuyên bố khẳng định kiểu này để nuôi dưỡng ảo vọng cho giới chống cộng hải ngoại dốc hầu bao đầu tư cho cách mạng dân chủ trong nước sẽ xảy ra, để họ được nô nức phục quốc, kiểu y như cảnh họ chào đón và gieo mừng trước lời hứa của Hải Điếu Cầy ở sân bay Mỹ, 3 năm nữa tôi sẽ đưa các bạn trở về quê hương vậy. Đồng bọn trong nước cần đưa Hải đã qua lỡ mất mấy lần hẹn rồi, chẳng ai thấy Hải hứa gì nữa ngoài cam kết trung thành với cờ vàng, với Việt Tân để sinh tồn trên đất khách quê người, với hy vọng không còn bị chụp mũ là tay sai Cộng sản sang Mỹ đánh phá cộng đồng nữa.